Hello, xin chào mọi người nhá. Thì buổi chiều ngày hôm nay trường có tắm rửa và lên hình mấy bé cô ghi. Sẵn đây thì mình làm một clip YouTube đây của trà chó đoàn trường. Thì quay những bé cô ghi lông dài đẳng cấp VIP Pro cho mọi người cùng ngắm nhá. Đây là một trong những bé cô ghi lông dài trưởng thành nha mọi người. Đó, đây là bé cái và bên này sau này là một bé đực rất là đẹp luôn mọi người ạ. Đấy, bố mẹ đều có giấy VK rất là đẹp luôn ạ. Đây là dàn con của nó này. Đấy. Phải nói là rất là cute luôn mọi người nhá. Đấy, cookie lông dài mặt rất là sáng, rất là cute luôn. Đấy, mọi người mà có nhu cầu muốn đón một bé cookie chất lượng cao á thì có thể liên hệ qua Zalo, Facebook đoàn trường. Đó, mình có để số điện thoại đây, anh em gọi trực tiếp hoặc là liên hệ qua Zalo, mình tư vấn và hỗ trợ cho mọi người cho một bé cookie lông dài rất là đẹp này. Hiện tại đàn này thì đang có 6 bé rất là đẹp nhưng mà mình mới tắm được 2 bé thôi. Đấy thì mình lên được clip nào thì mình quay cho mọi người cùng xem nhá. Đây là mẹ của bé rất là xinh luôn này mọi người này. Đấy, rất là cute luôn, chất lông này. Mọi người nhìn chất lông của một chú chó lông dài này. Đấy ạ, rất là đẹp ạ. Được chưa? Anh em nào mà có nhu cầu mình mua một bé thì có thể liên hệ qua Zalo của trường nhá. Đấy, buổi chiều mát mẻ. Thả từ nhỏ ra để ngắm cũng như là làm video quay cho cả nhà cùng ngắm và chọn một bé cô ghi ưng ý nha. Đây là một bé cô ghi mình nói phải nói là rất là tuyệt vời, biết nình người lắm mọi người. Đấy, nó đang nình ấy. Ơi, rất là dễ thương đúng không ạ? Nếu ba mẹ nào mà có nhu cầu muốn sở hữu một bé cô ghi lông dài thì liên hệ qua cho ngay cho em nhá. Zalo em có để số điện thoại đây, anh em nhắn tin qua số điện thoại Zalo đó, mình sẽ tư vấn và hỗ trợ cho anh em chọn ngay một bé cookie để sau này đạt được một bộ lông đẹp như thế này. Đấy, thấy chưa mọi người? Xinh xắn lắm. Cốc xe là cốc xe trong cái sân tốc độ đúng không? Cốc xe lão dung. Sân tốc độ đó. Cốc xe. Cốc xe của ba.